Chào quý các bạn, trên tay mình đây là pin của điện thoại Samsung Galaxy Note 9 đang chờ thay mới tại Di động Qua Cấp.vn. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan phần pin đến pin của điện thoại Samsung Galaxy Note 9, lỗi hỏng, pin dùng nhanh hết, pin sạc lúc lên lúc không, treo đơ phồng rộp. Đó là dấu hiệu cơ bản báo hiệu pin của Samsung Galaxy Note 9 đã lỗi hỏng và phải thay mới. Hiện tại Di động Qua Cấp.vn có tất cả linh kiện trên Samsung Galaxy Note 9 nói chung và pin của Samsung Galaxy Note 9 nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Di động Qua Cấp.vn có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cụ thể cách thay pin cho Samsung Galaxy Note 9. Ở video này, Di động Qua Cấp.vn không nói về cách thay pin cho Samsung Galaxy Note 9. Vì đã có rất nhiều video rồi, video cụ thể chi tiết tháo lắp thay mới pin cho Samsung Galaxy Note 9. Mà chỉ giải đáp một số thắc mắc của quý vị các bạn liên quan đến dịch vụ thay mới pin cho Samsung Galaxy Note 9 đang thực hiện tại Di động Qua Cấp.vn. Thì đầu tiên, câu hỏi rất hay gặp là tôi ở xa, tôi muốn thay pin cho Samsung Galaxy Note 9 có được hay không? Thì hoàn toàn được, quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên để Di động Qua Cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết quý vị các bạn lỗi sự cố trên điện thoại Samsung Galaxy Note 9 quý vị các bạn liên quan đến pin như thế nào. Sau đó thì quý vị các bạn nếu đồng ý phương án sửa chữa để Di động Qua Cấp.vn thì quý vị các bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển pin đến tận địa chỉ hàng yêu cầu, quý vị nhận được pin, quý vị các bạn thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Câu hỏi thứ hai là khi tôi thay pin cho Samsung Galaxy Note 9 thì có sẵn hay không, có phải chờ đợi hay không? Quý vị các bạn không phải chờ đợi lâu, đến là có thể thay mới được pin cho Samsung Galaxy Note 9 nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Câu hỏi tiếp theo là khi tôi thay pin cho Samsung Galaxy Note 9 thì được bảo hành bao lâu? Được bảo hành 3 đến 18 tháng tùy theo lỗi tùy theo gói bảo hành mà quý vị các bạn chọn lựa. Khi tôi thay pin cho Samsung Galaxy Note 9 thì xin lỗi các bạn, khi tôi thay pin cho Samsung Galaxy Note 9 thì các cái linh kiện khác bị ảnh hưởng hay không? Thì các bạn để ý là nó kết nối bằng main ở trên con đất như này, thì khi thay nó sẽ không bị ảnh hưởng đến bất cứ linh kiện nào khác trên máy của quý vị các bạn. Khi tôi thay pin cho Samsung Galaxy Note 9 thì các cái dữ liệu trong máy có bị mất hay không? Thì nó sẽ không mất các bạn nhé. Trên đây là một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan đến dịch vụ thay mới pin cho Samsung Galaxy Note 9. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới pin cho Samsung Galaxy Note 9, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để được kỹ thuật viên từ Di động Qua Cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới pin cho Samsung Galaxy Note 9, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để được kỹ thuật viên từ Di động Qua Cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại Di động Qua Cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của điện thoại Samsung Galaxy Note 9 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.